Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Alleluia. Chúng ta đang sống ở nước Đức. Amen. Ngồi qua bên không? Amen. Chúng ta đang sống ở nước Đức, một nước không phải Việt Nam. Chúng ta là người Việt Nam, lại sống ở nước Đức. Và cho chúng ta cần phải biết văn hóa Đức nữa. Chúng ta cũng cần phải biết tiếng Đức nữa. Chúng ta cần biết luật pháp Đức. Nếu không biết luật pháp, chúng ta sẽ phạm nhiều điều luật. Và Kinh Thánh đây là cuốn sách luật pháp. Mà chúng ta cần phải biết lời của Chúa thì tâm trí chúng ta mới thay đổi. Viền may cả ăn xin sẽ luôn luôn ăn xin. Và người ăn xin đó không bao giờ giàu được. Kể cả người đó có xin được nhiều tiền hay nữa, nhưng tâm trí của người ăn xin, hắn sẽ sống như một kẻ ăn xin và sẽ chết như một kẻ ăn xin. Câu Kinh Thánh sách Châm Ngôn của 23:7 để trả lời chúng ta một câu hỏi rất là quan trọng. Để tại đây tôi cần phải thay đổi nó. Châm Ngôn đoạn 23:7 Long sẽ phải thay đổi chủ đề. Nó không còn câu Kinh Thánh nào suy nghĩ nữa đâu. Châm Ngôn 23:7 lời Chúa nói rằng vì hắn tưởng trong lòng thế nào thì hắn quả thế ấy. Hay nói một cách khác rằng nếu chúng ta nghĩ về bản thân mình trong tâm trí của mình ra làm sao thì chúng ta sẽ sống như vậy. Hay nói một cách khác rằng nếu tâm trí của tôi và bạn không thay đổi thì chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi được cuộc sống. Amen chứ không? Một kẻ ăn xin, đầu đó nghĩ là ăn xin thì hành động sống như một kẻ ăn xin. Bởi vậy cho nên Kinh Thánh Phaolô nói là đừng sống trong đời này, nhưng hãy biến đổi tâm trí của mình để biết ý muốn của trời là tốt đẹp là làm sao. Anh chị em ơi, chúng ta cần phải thay đổi tâm trí của mình. Và để thay đổi được, bạn cần phải tiếp xúc với những người thành công, bạn cần phải học hỏi với những người thành công, những người có nhiều kinh nghiệm tốt hơn mình. Amen. Cảm ơn Chúa vì lúc ngày hôm nay như người thầy của mình hay là người mentor con dưới đây. Cái đó điều rất là quan trọng. Ông cũng biết được Đức đang sinh hoạt ở trong hội thánh như thế nào. Và Đức cũng cho người thầy của mình biết được rằng Đức xuất thân từ đâu. Và cái việc mà Đức có một người thầy giúp đỡ mình là điều quan trọng, bởi vì chúng ta không thể thành công được nếu không có người đi trước dẫn dắt của chúng ta trong mỗi một lĩnh vực, không phải chỉ Kinh Thánh mà còn cả nghề nghiệp của bạn trong cuộc đời này, kể cả làm phu sĩ hay lãnh đạo. Thì bạn vẫn cần ai đó dạy bạn. Việt Nam có câu nói không có thầy bố mày làm nên. Được rồi, cho nên chúng ta hãy học một bài học hạ mình xuống để học hỏi người khác. Ngay cả khi họ thất bại thì cũng cần phải tới để học sự thất bại của họ. Khi bạn biết được người ta tại sao thất bại thì bạn sẽ tránh được, bạn sẽ không thất bại sau này. Amen. Lời Kinh Thánh chép rằng hắn tưởng trong lòng thế nào thì hắn quả là con người như vậy. Qua đó trong hội thánh đặt câu hỏi: mục sư ơi, làm sao để hầu việc Chúa được? Người đầu tiên nói nếu tiếp tục chúng ta làm việc điều này, hội thánh không vươn tới được 200, 300, 500 đâu. Bởi vì sao? Bởi vì hội thánh không được xây dựng trên một con người nào đặc biệt. Hội thánh không được xây dựng trên 10 người nào đó đặc biệt. Mà hội thánh được xây dựng trên hết thảy mỗi chúng ta ngồi tại đây tùy theo sức của mình làm. Amen. Và nhà do như vậy, bởi sao? Bởi vì có nhiều hộp để nó đỡ cái máy nhà, đỡ cái bức tường. Anh sẽ để ý xem, anh sẽ để ý xem. Có người họ nói với tôi một câu nói hay, họ nói là Việt Nam anh cũng được cái kỳ quan hay. Bảo kỳ quan là cái gì vậy? Chỉ một chùa một cột, giáo một lỗ, đảm một dây, cái gì cũng một thôi. Và dường như nữa, cái một đó là cái đặc biệt. Tôi bảo luôn, nó là một cái nét văn hóa đặc biệt. Thế là khi nghiên cứu về văn hóa Việt Nam thì thấy dường như nó giống với văn hóa Trung Quốc, nhưng mà lại không phải là văn hóa Trung Quốc. Nó giống như vậy ảnh hưởng của Khổng Giáo, nhưng mà cái văn hóa Việt Nam nó có một cái đặc biệt ở chỗ thiên về đại gia hơn. Thành ra Việt Nam không có mạng lý trưởng thành được, Việt Nam không có một cái điều gì mà là điểm chung được. Việt Nam là phê mua thua lại làm. Thầy ta có vua trên một thằng này làm tương thanh ở làng là không làm, là chị, là thú. Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải bước ra khỏi cái văn
hóa làng xã đâu. Nó tốt ở chỗ từ mối quan hệ thân tình, lá lành đùm lá rách. Nhưng nó cũng có một điểm xấu ở chỗ nó kiểm soát người khác. Cái ta là tao nói chẳng cái số, tao mà không được anh thì không đứa nào chạy cái số nữa. Mày chạy lên cả hàng kéo mày xuống. Cái đó là cái đó. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu không? Cái ta dường như chúng ta luôn luôn lá lành đùm lá rách. Nhưng cái lá rách đó cái lành rồi nó muốn được phát triển tốt hơn đó, thì tất cả nó đang còn thụt xuống. Mày chỉ được ngàn cho tao thôi. Thấy ra càng khổ thì càng nhiều người đến giúp đỡ. Nhưng mà người nào bắt đầu khá giả lên rồi thì đọc tư tạng. Mọi người hiểu tôi nói không? Nghe có vẻ như không có gì. Dường như khi mình nghèo đó, thấy nhiều người giúp, mà bắt đầu mình khá giả hơn một chút rồi đấy, thì nhiều người bắt đầu ghét rồi đấy. Rõ ràng những cái người mà trước đây 5 năm đùm bọc mình vì mình rách. Thế mà bây giờ mình có một cái áo mới không còn rách nữa. Nó nhìn thấy mình không còn áo hay rách mang quần không có mày mảnh và nụ cười vui ra chân thật vui dày. Và dường như trong khi nghèo khổ họ có thể đùm bọc lẫn nhau. Nhưng khi bắt đầu người kia không khai rồi thì dường như sự ghen ghét nó nảy sinh và phát triển. Thành ra chúng ta chỉ thể dìu nhau lên bước khỏi mặt đất. Nhưng khi bắt đầu ngóc đầu lên để trở thành cây ra cái kết quả thì bị cưa hết cả họ, chứ bị cưa đốn cho đến khi nó sẵn mặt đất. Cái đó thì đề độ tăng lên tăng lên chứ phải chắc. Có một quyển sách Người Việt Nam Xấu Xí đã được xuất bản tại Việt Nam đấy. Anh Jen, có người đó đọc không? Có Người Trung Quốc Xấu Xí của Tùng Dương biết, không phải Tùng Dương của anh, của Phá Dương biết. Rồi có Người Mỹ Xấu Xí, rồi có Người Trung Quốc Xấu Xí đã biết rồi. Chúng ta cần được biết một số cái điểm mà xấu của mình. Vì người ta nói là cái gì đẹp không ra, cái gì xấu chúng ta che lại, cái đó không đúng. Chúng ta cần phải rút kinh nghiệm bản thân của mình. Cho nên chúng ta cần phải giải phóng khỏi văn hóa làng xã đó nè. Quay sang tôi đang nói rằng phải thay đổi tâm trí của mình. Thế nào là hầu việc Chúa? Nếu chúng ta ra khỏi văn hóa làng xã thì hội thánh sẽ phát triển được. Còn nếu không chỉ đến mức độ 60-70 người là tụt xuống. Nếu phát triển lên 1-200 sẽ bị kẻ khác kéo tụt xuống. Thật là đau lòng. Khi một người phát minh ra được nhiều phát minh phải sang Campuchia. Thật là đau buồn khi một chiếc cầu ngầm mà do người ta phát minh ra được thử tại Thái Bình mà cuối cùng bị kỷ cái bản thiết kế đó. Thì nó tốt đây nhưng mà không nên ở Việt Nam. Sẽ thành tài. Nhờ phát minh hai đứa được thành tài đường tại Campuchia mà lại gốc ở Việt Nam, sang đó mới được phòng chức, sang đó mới được thay. Chúng ta phải thay đổi bên kia. Chúng ta phải thay đổi. Amen. Amen. Và nếu chúng ta thay đổi như vậy, hội thánh sẽ phát triển được. Và nếu như chúng ta cùng nhau thay đổi thì cái người mà tài lên sẽ không nhìn cái người khác với con mắt khinh bỉ. Nếu như bạn có tài mà nhìn người khác với con mắt khinh bỉ, bạn sẽ bị mắc văn hóa làng xã, văn hóa A Quy, văn hóa của thằng Lờm. Thì nghĩ rằng là tôi sẽ giỏi nhất thế giới, tôi là cái vốn của vũ trụ này rồi. Cái đó cũng là kỳ giả. Thế ra nếu như chúng ta mà thoát khỏi cái văn hóa kiểm soát đó thì chúng ta thấy rằng tôi có cái ơn này nhưng thiếu ơn khác, tôi sẽ tìm người khác có cái ơn mà tôi không có ơn. Chúng ta cùng nhau dắt lại trở thành cuộc tranh và chúng ta chơi đồng đội, cùng nhau học cách chơi đồng đội với nhau. Amen. 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 Hallelujah. Và cho nên để làm sao hội thánh chúng ta mới phát triển được, chúng ta phải thay đổi tâm trí của mình. Có ai hỏi tôi lần trước thế nào là hầu việc Chúa? Mình nào tôi như vậy, tôi đã hỏi thế chị nghĩ thế nào là hầu việc Đức Chúa Trời? Chị nói là cái truyền đạt kỹ năng cầu nguyện, giảng lời Chúa cho hội thánh, làm trưởng nhóm tế bào. Tôi bảo yeah, chị trả lời 50% đúng. Chúng ta sẽ 50%. Tôi trả lời là lau tu lét cũng là hầu việc Chúa, sắp xếp bàn ghế tổ chức dạy dỗ trong thiên nhiên cũng là hầu việc Đức Chúa Trời. Thế nào là hầu việc Chúa? Hầu việc Chúa là làm những việc mà Chúa bảo chị làm. Chị hỏi tôi hiểu ý mục sư. Tôi nói rằng tôi biết có con người trong hội thánh này ở Việt Nam đấy, không phải tại đây đâu.
Tôi biết có người ở trong phòng cảnh này có hai đứa con rất là sợ trong con, cho nên tôi quyết định đi truyền đạo nơi khác để đẩy hai thằng con cho một cậu em thôi. Họ nói chị đi truyền đạo liên như vậy, tâm sự là những đầu ra thằng phải qua dạy mẹ cho đi truyền đạo những nơi như thế này. Và cũng có người đó đã có lần đến cầu nguyện thâu đêm mà không biết con mình đang chơi không. Và nhiều lần thấy buổi sáng người ta đi quét dọn cái hành lang, thấy cái ô to sự này, và hành lang ngủ vì không có chìa khóa vào nhà. Cuối cùng tôi đang phải cấm chị này đi truyền đạo, cấm chị này đi cầu nguyện đêm và phải chăm sóc con một người. Bởi vậy cho nên cái con người đó đi truyền đạo và cầu nguyện đêm đó tưởng rằng là hầu nhiệt Chúa, nhưng thực ra là hầu nhiệt Facebook của mình, chứ không phải hầu nhiệt Chúa để trốn tránh trách nhiệm của mình. Nếu như một người không lo được cho người thân của mình trong gia đình thì còn tồi hơn cả người ngoại nữa. Amen. Vậy hầu với Chúa là thế nào? Hầu với Chúa là thậm chí cho một người hướng nước, thậm chí là làm việc gì nhỏ nhất trong cho anh em ta cũng là hầu với ta vậy. Bởi vậy cho nên đừng khinh thường bất kỳ một công việc nào trong hội thánh khi bạn làm cho người khác. Nếu bạn làm cho bạn thì đó là bạn hầu việc mà đang làm được cho cái bụng của bạn. Người phụ nữ đó đi truyền đạo tin lành và cầu nguyện đấy không phải là làm cho người khác, không phải là làm cho Chúa, mà người ta đang làm cho bản thân mình dễ chịu hơn. Định nghĩa thế nào là hầu việc Chúa? Làm những gì mà Chúa sai bảo bạn làm vì cớ Đức Trời bảo cho người khác. Amen. Amen. Bởi vậy cho nên bạn cần phải thay đổi tâm trí của mình, không phải cứ dạy cái chỗ này là hầu việc Chúa đâu. Nếu Chúa không sai bạn thì bạn đừng có làm. Nên là dâng hiến cũng vậy, đừng có dâng hiến mà chỉ có bản thân mình. Có nhiều người dâng hiến cho người khác mà bản thân mình này. Anh sẽ nghe câu chuyện Chúa ơi con bò của con đâu rồi, nghe chưa? Và khi này sống cuộc sống dâng hiến nhiều lắm, và có một lần nhà chị có đẻ ra hai con bò. Chúa nói với chị rằng ngày đêm dậy mang con bò này dắt sang làm bên cạnh cho người này con bò đó, kêu với Chúa ơi để sáng mai. Chú lại nhắc, mà mới bỏ, chú để sáng mai 3 lần liền. Chị ta không làm. Sáng thì ta còn bỏ đi ở giữa đường làng, không phải đi đường tắt đâu, đi đường làng ăn mặc thật là đẹp thì ta còn bỏ đi sau thì đi tiếp đội nó. Cứ đi ngang qua mấy cái chỗ tử dụng ta bảo, bà đâu nữa còn nghe đẹp cái kia. Thì người đi mà nói, chú hôm qua bảo tôi 3 lần mang con bò này cho cái bà kia ở làng bên kia để cho tặng bà đấy. Và khi mà kể ra hỏi đi rồi kể có những cái đôi khi không đáng kể. Và cuối cùng một lần thì được bà được nhìn thấy Chúa cho một quyển sách về phần thưởng. Bà nhìn thấy là ô cho người đàn ông một cái tấm nón được phần thưởng này, cho mỗi dao một phần thưởng này, một cái mũ lớn này, con bò mình đâu nhỉ? Chắc là phần thưởng lớn lắm. Lần tìm không thấy con bò đâu mà thấy sách. Thì hỏi Chúa ơi, cái con bò của con đâu rồi? Bà không thấy được quyển sách này. Chúa nói là cái ngày đó con đã lướt con bò của ông rồi. Ta muốn con đêm đi ban quà cho người ta. Hôm nay thấy làm việc lành tay phải đừng cho tay trái biết, tay trái đừng cho tay phải biết, đừng có kẻ công cho người ta. Còn con á thì dẫn con bò giữa trưa hay là giữa sáng để cho người ta đều nhìn thấy để khoe. Thành ra con làm việc lành để cho người ta khen ngợi thì con đã mất phần thưởng ở trên thiên đàng thôi. Mục tiêu của con dâng hiến là để làm gì? Để người ta khen hay là để ta khen? Nếu như để cho người ta khen thì con đã được nhận xong rồi. Còn nếu con dâng để ta khen thì hãy làm chỉ có ta con thấy thôi. Và ta sẽ khen và ban thưởng cho con. Cái đó chỉ dâng hiến. Kể cả dâng đấy nhưng mà dâng cho mình này không phải cho người khác đâu. Bạn dâng để mà bạn nhận được giá trị khác, cũng đi cho hay là cũng đi mua để nhận một điều khác vậy. Vậy cho nên hãy làm từ tấm lòng của mình và trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Để chúng ta hiểu rõ sự hầu việc Chúa như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta cần nhìn thấy hai bức tranh quan trọng để thay đổi tâm trí của mình cho hội thánh. Khi bạn nhìn thấy bức tranh này thì bạn sẽ hết tấm lòng cho hội thánh để cho nó phát triển. Bởi vì câu nói trong chủ nhiệm của bạn thân anh chủ nhiệm nói rằng nước nổi lo chi mèo chẳng nổi. Khi hội thánh phát triển, bạn cũng được phát triển. Khi hội thánh phát triển, con cái của bạn được phước. Bởi vậy cho nên bức tranh thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ, hội thánh mà bạn đang ngồi tại đây đầu tiên mà bạn nhìn thấy nó
sách Giăng tuyên bày Giăng 1 câu 12 đến 3. Hãy nói cùng tôi hallelujah. Sách Giăng tuyên bày Giăng 1 câu 12 đến 3, lời Chúa nói rằng: nhưng thế ai lấy đặt Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải xin bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng xin bởi Đức Chúa Trời vậy. Lời Chúa nói đây, hãy để ý này. Đầu tiên, mỗi chúng ta khi mở mắt trong nước trời hay được tái sinh thì đầu tiên chúng ta gọi Abba. Ai đã một lần được xin ra thần bị mẹ tại đây được đây. Câu hỏi đây là đấy, nhưng mà đôi khi phải hỏi lại đấy. Thì có nhiều khi chúng ta sống như vậy thì mình là không được không? Lời Chúa nói rằng thế ai cá nhân nào thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Hãy nói là con cái Đức Chúa Trời. Hallelujah. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu thì Ngài ban cho chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh nào, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời này. Ở câu 12 có hai điều khiến bạn trở thành con cái Đức Chúa Trời. Một là bạn tin danh Ngài và bạn nhận Ngài. Mọi người để ý không? Hãy đặt chân trong công việc thánh của bạn, từ nhận Ngài và tin danh Ngài. Nhận Ngài và tin danh Ngài. Hãy nói lại cùng tôi: tin danh Ngài và nhận Ngài. Qua hai cái điều kiện này bạn mới trở thành con cái Chúa được. Tôi khác nước, bạn cũng có thể khác nước như tôi. Người ta mang tôi đến nước, tôi nhìn thấy nó và tin nó làm tôi đỡ khác. Nhưng nếu chỉ tin thôi, tôi vẫn khác. Cho tới khi tôi nhận nó thì mới khác. Nhìn thấy, tin với lại nhận phải cùng một hành động chung với nhau. Và lời Chúa nói là thế ai tin danh Ngài và nhận Ngài thì Ngài ban cho người đó quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Amen. Chúa Giêsu nói với Nicodem rằng nếu ai không sinh ra bởi Thánh Linh thì không bước vào nước trời được. Ai sinh ra từ Thánh Linh người đó là thần. Và câu 13 nói rằng là kẻ sinh ra không phải bởi khí huyết bởi tình dục bởi ý người, nhưng sinh ra bởi Đức Chúa Trời vậy. Khi bạn tin Chúa Giêsu, bạn xưng Giêsu là Chúa đời sống của mình, cũng là bạn nhận Ngài, thì bạn được sinh ra từ Đức Chúa Trời, hay là bạn được sinh ra từ Ngài ở trong bạn đã có Đức Thánh Linh rồi. Có người hiểu không? Có người hỏi tôi bên Thụy Điển vừa rồi viết qua Facebook rằng: mục sư ơi, người tin Chúa là con cái Ngài đã có Đức Thánh Linh chưa? Câu trả lời: nếu được sinh ra từ Ngài thì bạn đã có Ngài rồi. Có Ngài có nghĩa là bạn ở trong đã có Đức Thánh Linh rồi. Bảo vệ Đức Thánh Linh và có Đức Thánh Linh của bên trong là hai điều khác nhau. Bất cứ một ai tin Chúa Giêsu đều có Đức Thánh Linh ở bên trong đó. Amen. Và nhắc lại cùng tôi: gia đình của Chúa Trời. Thế nhân duy nhất tôi và bạn được gọi ông trời là cha. Chứ nên chúng ta khổ kêu với ông đúng không? Có sao? Bây giờ chúng ta gọi cha ơi. Khi mỗi tối chúng ta nói cha ơi, trong danh Chúa Giêsu Christ sinh mạng cho con, dường như tấn toàn quyền trên vũ trụ này là cha của bạn. Gia đình ở trong đó có một quy luật, trong xã hội có một quy luật, trong thứ giang hồ có luật dừng, ở trong gia đình có một luật nhân từ, trong xã hội có giai cấp, còn trong gia đình không có giai cấp, trong gia đình có thứ bỏ, và đặc biệt trong gia đình con bạn không bỏ tới nhà giàu hơn, con bạn không bỏ tới nhà bố mẹ giỏi hơn bố mẹ đó. Vì sao? Bởi vì trong gia đình cần tình thương và mối quan hệ. Hay quay sang người ta cần đó là tình thương và mối quan hệ. Vì vậy cho nên hội thánh làm sao chúng ta xây dựng được mối quan hệ bên cạnh nó, hay liên hệ với nhau anh chị em. Tôi rất là tiếc không có người trong hội thánh mà chưa có quan hệ với đúng năm người cả. Nói tế bào, nói tế bào giúp cho bạn nhìn nhận không phải chỉ là một hội thánh lớn, mà còn có những cái tế bào nhỏ trong cơ thể đó mà bạn là một thành viên trong cơ thể của Đức Giêsu. Trong gia đình này được chăm sóc, được quan tâm, được nhận tình thương. Amen. Amen. Đúng nói trên. Trong gia đình bạn
anh sẽ làm hai cái lỗi cho anh. Không, tôi với em rồi, em bắt đầu đánh nhau nhất là đi tị nạn giữa bạn hay không giữa bạn. Tôi nhớ một lần đi ăn cắp tiền của mẹ mua bánh đa, mẹ cho con 2-3 cái bánh đa rồi, mà phân công cứ chiều hôm nay tôi được bao, chiều mai tôi được bao, nó kém tôi 3 tuổi. Tôi biết tôi đang cắp tiền của mẹ, bắt đầu có lần đến được tôi được bao rồi, anh hùng nhé, bánh đa, tôi là lúc đi của bạn. Và đến lượt tôi đi chỗ bác cũng rất là mực. Đến lượt nó rồi bác là anh hùng nhé. Bánh đa. Là tôi làm mấy ngày liên tục như vậy, tôi quá không thể chịu nổi. À anh nhỏ, anh em tôi bây giờ vẫn yêu thương nhau, nhưng có những kỷ niệm trong gia đình nó hay xung đột như vậy. Tất nhiên là bên trong chỗ này không có chuyện anh em đánh đổi nhau, nhưng mà cũng được trước sau cũng thích. Tất nhiên là có, nhưng mà chúng ta không thể bỏ nhau được. Sự giàn buộc với nhau lại ở trong tình thương. Amen. Vì chúng ta khác nhau nhiều, tính cách khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Và khi có xung đột như vậy, chúng ta cần phải nhìn vào mối quan hệ anh em trong gia đình. Cha là Đức Chúa Trời, nguyên cả là Chúa Giêsu, và chúng ta là anh em với nhau. Amen. Hãy quay sang người nhìn xem cái anh em của mình là ai. Tình thương, trật tự và trách nhiệm, đó là cái của người. Một gia đình đầu tiên có một cầu anh đã bị cứu phạt bởi vì có một câu trả lời rất vô trách nhiệm. Khi tôi hỏi cái em như đâu thì cái đã trả lời là tôi đâu phải cái người đi quan sát chăm sóc nói của mày. Một câu hỏi vô trách nhiệm là một câu trả lời vô trách nhiệm. Và chính điều đó đã khiến Cain giết em của mình là Abel. Bởi vậy cho nên chúng ta hãy có mối quan hệ với nhau. Amen. Hãy có mối quan hệ với nhau. Hãy có mối quan hệ với nhau. Quay sang lại bắt tay họ và nói là chúng ta đang có mối quan hệ với nhau. Thế nào là mối quan hệ? Thế nghiệp mình có một cái từ mà chúng ta hiểu là mình đó là thông công. Lời chúng nói là anh em ta cần phải thông công với nhau. Cái từ thông có nghĩa là thông suốt, công có nghĩa là công việc. Thế nên nhiều người nghĩ rằng sự thông công đó là chỉ bàn bạc công việc thôi. Tôi nhớ có một lần cái điều năm trước nhóm nhân sự lại, tôi làm ba cái bánh gato nướng và cắt bánh gato ra bày trên ba cái bàn, tôi ngồi cái bàn thứ tư. Tức là hôm nay chúng ta không họp nhân sự đâu, chúng ta cùng nhau thông công với nhau ăn những trò chuyện. Ba cái bánh chắc ra để ba cái bàn, có những chè pha. Tất cả nhân sự của chúng ta với những người ngồi đang ngồi đây nhân viên sống họ ngồi ăn với nhau à thôi, và bắt đầu đến vừa làm xong vừa làm hai người mỹ ngồi như vậy cũng khỏe nhìn nhở. Tôi cũng ngồi ở ghế thứ tư bàn thứ tư nhìn họ ngồi như vậy thứ tư nhìn gì đó và họ nhìn tôi để xem tôi sẽ bắt đầu cái gì. Tôi nhìn họ tôi hôm nay chúng ta chỉ ăn uống không đâu với nhau, họ cũng ngồi nhau nhìn như vậy. Có người họ thường ghép nặng một câu chuyện ở đó để nói chuyện nhưng không đến đâu hết. Và sau đó lại ngồi lại nhìn nhau. Tôi đứng dậy và nói đấy, tôi để cho anh trên phòng nửa tiếng nhìn nhau như vậy và muốn chè, không biết nó chuyện gì. Bánh đã hết rồi, chè vô cái thắng rồi, không có như vậy. Tôi muốn chứng minh cho bạn biết được rằng mối quan hệ của chúng ta với nhau không có. Không biết nói chuyện gì chứ. Mà thì tôi giống như là câu chuyện lạ thì sẽ trở nên xuống vậy. Chứ có nhiều người bạn với chân đấy. Không hề có quan hệ với nhau. Họ phải cưới nhau, bởi vì làm sao phải cưới? Để kiếm một người thì ở cái ruộng rồi là chăm sóc cái đàn nha. Rồi họ tiếp tục sống với nhau thì chưa gì thằng con biết là sao. Còn chưa gì cú phạm thằng ra đã có chuyện. Và họ sống với nhau một loạt những cái trách nhiệm. Cho nên khi nó lớn lên rồi đi ra ngoài đời thì hai ông bà có một cái nhà 6 phòng, 6 buồng, nhà cháy, nhà ngói. Bây giờ họ không biết chuyện gì đâu. Và ông bà 6-7 tuổi mới đi ra cách là đến câu lạc bộ của người cao tuổi. Ông ôm bà khác thì nhảy hoang sơ. Ông bà ơi, cũng nghe được chuyện như vậy à? Còn bà đó phải ra ngoài bờ hồ. Ông bà ơi, cũng biết được đó à? Ông thì vào câu lạc bộ nhảy hoang sơ bà khác. Còn trẻ thì không thấy ổ lông, già rồi thấy ổ lông. Người ta cứ chửi vậy,
con đi nước ngoài gửi tiền này cho bố mẹ ở nhà, vì nó một sở đang sang nước ngoài gửi tiền này. Bây giờ bố mẹ nhà chẳng nhẽ cũng cứ lên chỗ bà một cái máy, ông cái máy cho ông đi. Hôm đó tối là ông đi để văn sơn lại, còn bà thì sáng sớm dậy vì ông tối ngủ ông ấy về muộn, ông ngủ khuya, sáng sớm sáng không dậy được bà ra ngoài đồ rồi cũng bà. Tôi biết cái mô này gì, mà dưỡng sinh, mà nó đầy dính vậy. Và cuối cùng nhiều tệ nạn xảy ra, câu trả lời vì sao anh kia, vì sao tôi vì không sự tương giao với nhau, tôi lý do vì sao khi chúng tôi lấy vợ chưa lấy nhau là chúng ta không thể có con nên được, anh và em cần có thời gian với nhau, hãy tạo hơn những người đang chuẩn bị cưới xin từ từ có cơ hội, hãy có thời gian trò chuyện với nhau để mà sau này khi chúng ta hợp nhau rồi có được con đẻ ra đó, chúng ta mới có rồi có tình thương. Còn khi chúng ta chưa có con cái bọn nhau như vậy mà không biết có con rồi, là chúng ta tạo cái tưởng là hết cái bọn vì cùng chung của kẻ thù, bây giờ chúng ta cùng chung bao vòng trong sự kẻ thù đó. Thì khi kẻ thù nó lấy con đấy chồng đi ra rồi nó quay ra thì kẻ thù là đến rồi. Nhà cái đó là cái đó phải không? Amen. Amen. Vậy tôi rất là ước ao mong muốn khi con người trong bộ thế này có tình thân với nhau. Tại sao có con người và chỉ có một đứa trẻ mà ngồi đi sáng được? Có biết không? Lại không có những chuyện như vậy. Bạn thân chúng ta ở đâu? Đang ở đâu không? Bạn ngồi đợi chỗ đợi người thân đi đến mình không? Hãy bắt đầu chúng mình, hãy gieo tình thân, hãy gieo tình thương và mở lòng của mình thì người khác cũng mở lòng. Bạn sẽ tìm được người bạn thân của mình ở trong cuộc thánh này. Amen. Hãy quay trở lại phần này là chúng ta cần phải mối quan hệ. Amen. Bức tranh thứ hai về hội thánh. Bức tranh thứ nhất, hội thánh là gia đình. Bà là một đứa con trong gia đình đó. Trong gia đình có thứ tự trật tự, nhưng không có giai cấp. Có anh cả, có bố mẹ, có anh thứ, có em út. Nó có trật tự đó. Nếu như cũng phạm tội, không phải vì bố mẹ thì nó không có pháp luật trừng trị. Tất cả đều bằng nhau trước mặt pháp luật. Vì có trật tự trong gia đình. Và cho nên ở trong cái gia đình trật tự đó cũng giai cấp pháp luật và vị trí. Nó có trật tự và sống với nhau trong luật yêu thương và nhân từ. Ở ngoài kia họ sống với nhau luật rừng, kẻ nào mạnh thì kẻ đó sống, hạnh phúc thì là tấm chăn, tao nước ấm thì thằng khác phải chịu chết rét. Thành ra kẻ mạnh sẽ nuốt chửng kẻ yếu hơn. Còn trong gia đình này không luật nhân từ khác, nếu con nhiều em thì bố sẽ cho con cái khác. Con người hiểu không? Tôi nhớ hôm tôi đi công tác Hà Giang, không là nhà thực chất, ông đi công tác Hà Giang về gọi tôi lại nói cùng. Điều thứ ba là kẹo. Ông mang kẹo ra cho xe. Có một chiếc, hai đứa đi mua với một chiếc. Hai đứa ra ở ngoài sân. Tôi đi ra ngoài sân tìm hai em. Cho hai em lấy cái đi mẹ tách cầm đâu. Quỳnh chọc, quỳnh chọc. Bố mất mày kẹo này. Nhưng mà hai cái là vui rồi rồi. Và hai đứa cũng vui vẻ. Hai đứa không được kẹo, không có kẹo không? Giá trị lắm. Kẹo dưa thì khác miếng hơn thì cứ cứ bắt đi mà khi miếng nó được thì như này cũng như này cũng là cái này cũng là cái này trong cái này cũng như thế này cho nó ngọt cái này cái này tôi biết anh em nào tôi tiết kiệm cái này đấy có nhiều khi tiết kiệm một bộ cái phần lại cho được để nó vui và sau khi nhìn thấy anh em mang ra của tôi rất chi tiết nhìn đúng không thì vào của tôi không phải đây. Tôi bảo cái gì bố, bố cứ cầm cái kẹo mà mua từ Hà Lan về, trong tay bố có cái kẹo, vì con tham ăn, người ta cái kẹo này không thuộc về con, nếu như con không biết chăm sóc các em, thì kẹo này đã ở trong tay của con chăm sóc các em, nhưng vì tham ăn, cho nên không những không được ăn, người ta chạy ra. Cuối cùng là mình tức bỏ luôn hai cái kẹo này vào trong túi. Đã bởi vậy cho nên nhiều khi thằng con tôi bây giờ đang đi có những cái chủ thuật làm những cái tôi bảo con anh nhặt ngay đi bánh là không thể tăng nó ăn xong rồi tôi bảo con anh nhặt ngay đi bánh không thể tăng nó nhặt sau tôi ngồi nói chuyện bảo con tại sao cái gì ta đi làm bạn biết thế nào tôi nói con tôi là con ạ bởi vì ngày xưa bố nó thầy chuyện đồ đạc thế ra không đi làm hay nói thật với bố hay nói thật với bác là con không ăn nhưng không cần phải nói. Bởi vì bà đã từng nói với ông nội con ngày xưa, con bị đánh tơi tả. Và bây giờ tôi không muốn để cho con tôi nói dối nữa. Con biết hiểu không? Bố tôi ngày xưa hay nói,
sao mày lại ăn gì lại thế? Không muốn chửi. Muốn chửi biết rõ ràng là tôi lừa đảo rồi, cứ đẩy tôi vào cái bao biển. Bây giờ cô tức quá thì để con lương ông ra. Để ông đánh tức. Bây giờ không làm như vậy nữa. Nhưng chắc chắn là con vứt thùng rác cho mẹ nói. Ra đi, hay là bánh thường ra thùng rác ra. Ba không muốn con mới lớn nữa. Không đẩy nó vào cuộc đời thêm nữa. Nó như vậy, đỡ đơn giản. Nó biết là mình biết rồi, sao nó đứng sau này nữa. Mọi người hiểu không? À, để thả điều vui ạ. Mọi người trước đây, ở trong gia đình có được nhiều gì. Khi các con nhiều gì, các em của mình, thì cha trên trời sẽ ban cho các con cái khác. Leo, các con sẽ được làm. Cho, các con sẽ được nhận. Đó là luật trong gia đình. Thế nên nếu như bạn không biết cha của bạn là ai, bạn không biết cha của bạn như thế nào ở trên trời, thì chắc chắn bạn là tôi không thể sống trong cuộc đời dâng hiến nữa. Tôi không kêu gọi bạn dâng hiến tiền bạc cho người khác nếu như bạn chưa biết cha của bạn trên đời là ai. Thế các bạn phải biết cha của bạn là ai, bạn ở trong gia đình nào, thì sau đó sự dâng hiến của bạn mới tương lai của mình. Bởi vì bạn có thể cho người khác một điều gì đó không phải là yêu, nhưng khi bạn đã yêu rồi thì không thể không cho nữa. Amen. Ai là người đã từng tặng hoa cho bò và dẫn hay là cái gì quý giá cho bò, cho tôi xem nào. Ok, là khi người yêu rồi á, bạn không biết thì là amen, amen anh chị em. Khi ngày tôi đính hôn vào tôi Bình Nga, khi đấy đã 15 năm, 16 năm rồi. Tôi đi đâu có biết đính hôn con dâu của Bình Nga. Tôi chỉ có khoản tiền mua cái dây chuyền một vài, có mặt và có 5 cái viên đá nhỏ, nó gắn ở trên nó, là họ bị xong, đeo trên cổ vợ. Và sau này cũng chạy tôi. Cái ngày thì đính hôn không tạ lễ, đi tạ lễ được. Cứ bảo anh đã cưới đàn ông nắng nhiên. Và sau này tôi nói cô biết là anh biết đó là một tháng rưỡi tiền lương của anh để mà tặng em cái dây chuyền này. Anh đã cưới một tháng rưỡi là đặc biệt. Vừa công việc cái giá phải trả cho cái dây chuyền mặc dù nó không đúng với ý của cô. Yêu và cho mà không phải yêu. Thế nên người ta nói là yêu là nơi lòng của mình, yêu là chết cho họ một chút là như vậy. Bởi vậy cho nên nếu như bạn yêu cái cha của bạn trên trời là ai và là đứng như thế nào, đừng không biết. Vì nếu không biết thì bạn sẽ coi đó là bố thí. Và bố thí thì bạn sẽ không nhận được điều gì phần thưởng từ trời đâu. Thế nên biết cách tìm hiểu thực sự bắt đầu từ lòng của mình, đừng bị ép. Amen. Bức tranh thứ hai về hội thánh, đó là cơ thể của Christ. Sách Ê-phê-sô đoạn 1 câu 23, đây là câu kinh thánh cuối cùng để chúng ta có một kết thúc. Tôi hy vọng qua một cái đề tài bất ngờ và đơn sơ này, xin Chúa ngài cắt đọc lòng của chúng ta tại đây vì hội thánh của nước trời. Hãy xem mình ước ao và có khả năng làm cái gì, đứng vào lỗ hổng đó, hãy gặp tôi, hãy gặp những người trưởng nhóm tế bào của mình và hãy tham gia công việc. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 23, lời Chúa nói rằng hội thánh tức là thân thể của đấng Christ, hội thánh là thân thể đấng Christ tức là sự đầy đủ của đấng hầu tỏ mọi sự trong mọi loài. Hãy nhắc lại cùng tôi, thân thể đấng Christ. Mà hãy nhìn tôi trên các sân khấu, tôi có một cái thân thể. Trong thân thể này tôi có nhiều chi thể khác nhau. Đầu tiên bạn nhìn cái đầu, đầu nằm trên vai, vai nằm ở đầu. Tất nhiên không phải đầu thì nằm trên vai, phải có cái cổ đây nữa. Nhưng vì cà vạt và cái cổ áo thì nó nhìn cái cổ, trên vai, tay, chân. Và lần nữa là hội thánh là thân thể của Christ. Hãy nhớ một điều, thân thể muốn khỏe mạnh nó cần sự cân bằng. Và trong thân thể của bạn và tôi có rất nhiều hệ thống. Nó có hệ thống tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ bài tiết, hệ tiêu hóa, hệ cơ, hệ vận động. Có người hiểu không? Thế nên nếu như bạn chỉ có ăn thôi mà không ngủ là đầu bạn sẽ có vấn đề. Nếu bạn chỉ ngủ thôi mà không ăn thì cơ thể bạn sẽ có vấn đề. Nếu bạn chỉ ăn và chỉ ngủ thôi mà không vận động thì cơ bắp của bạn bắt đầu có vấn đề, gọi là nhiều mỡ, và bạn sẽ bị đường và mỡ trong máu. Rồi cho nên cơ thể lúc khỏe mạnh nó cần phải cân bằng tất cả mọi cơ quan. Hội thánh cũng vậy, chúng ta không phải chỉ thiên về truyền đạo, chúng ta không phải chỉ thiên về các tôn linh, chúng ta không phải chỉ thiên về dạy dỗ cho thiếu nhi, ấu thiếu nhi, không phải chỉ thiên về tổ chức
không phải riêng về huấn luyện, mà chúng ta cần tất cả mọi công việc trong cơ thể đều phát triển để khỏe mạnh. Amen. Và một điều nữa, mỗi chúng ta đấy là một chi thể, mà tôi vừa nói nó phải đứng đúng vị trí của nó, không bị lạnh, không bị lạnh. Tay nó phải làm đúng tay, chứ khúc này nó làm đấy, cái đó là quá thai, mà cơ thể như vậy không phát triển được. Nhưng mà cho nên dù tất cả đầy đủ 200 cái xương, nhưng nếu 200 cái xương đó không làm đúng vị trí của mình thì cơ thể không phát triển được. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị là một cái là gia đình của Đức Chris và cơ thể của Đức Chris. Chúng ta cùng nhau đứng dậy. Sự tương giao giữa các cơ thể với nhau đều quan trọng. Chúng ta đến chúc cầu nguyện, bạn là một thành viên trong hội thánh. Hãy cầu nguyện xin Chúa cho biết bạn ở vị trí nào trong cơ thể này và cùng nhau phát triển hướng tới cầu nguyện hội thánh của ngài đây. Đã xin mời. Hãy đến chúc cầu nguyện từ giờ này kia. Chúng ta đều một chút cầu nguyện. Mỗi chúng ta đều cầu nguyện. Hãy nói là Chúa ơi, hãy chỉ cho con biết con là một chi thể nào trong cơ thể này, để con có thể làm điều gì đó cho hội thánh. Những ơn khác nhau cho hội thánh được nhân lên. Tôi cảm ơn Chúa, con cảm ơn ngài, cảm ơn Chúa, hallelujah. Cảm ơn Chúa vì mỗi con người có mặt tại đây, con cầu xin ngài, Chúa ban ơn của ngài cho mỗi con người tại đây. Chúa biết mỗi hoàn cảnh, mỗi một quá khứ khi con đều xuất thân ra, hay thay đổi tâm trí khi con ngày hôm nay, để mỗi con thực sự bước vào chương trình trọn vẹn và tốt đẹp của ngài. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Con cảm tạ Chúa. Con giao phó mỗi con người trong tay của Chúa. Và con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.